My name is Robin and I'm from the Korea. Nice to meet you. Xin chào. Nè, ngon lành thành. Bạn này cũng ngon. Trời ơi, đẹp trai luôn kìa. Trời chết rồi, chết rồi, đẹp trời quá. Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Đẹp quá dạ. Trời ơi, xấu hổ quá. Ây da. Đẹp quá, đẹp quá. Ai vậy, ai vậy? Robin. Trời ơi, đẹp trai luôn kìa. Trời ơi, mét 83 kìa. Ai vậy, ai vậy? Robin và Rocco Nguyễn rồi. I am an artist from Vietnam. I'm a singer and actor as well. And I'm very happy to join Let's Feast Vietnam. Còn thí dụ như mà cá nhân đi. Mình cá nhân, mình bây giờ quên đó. Dòng lại cá nhân thứ hai. Là em giống Duyên. Thích Rocco phải không? Tại vì thật sự nha, mình nói là trong bất cứ một cái chương trình truyền hình thực tế nào đó thì thật sự là em rất là trai đẹp được luôn đi. Không 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 phải, mình đừng có nói ra như vậy đó. Nó kỳ. Nhưng mà nó là sự thật. Hay cho lỡ, hay cho lỡ, hay cho lỡ. Visual nó chỉ là một phần thôi anh ạ. Một phần thôi. Em là người có nội dung mà. À, đúng rồi, anh quên. Anh nhớ không? Anh nhớ, em nhắc anh nhớ liền chứ không nhớ. Đó, thì tại vì rocker là kiểu là trước đó xuất hiện như một hiện tượng đúng không? Nhưng sau đó là mọi người cũng thấy là rocker cũng có một cái thời gian hơi im ắng một xíu. Thì đây là cái khoảng thời gian mà rocker xuất hiện lại. Cho nên là mọi người chắc chắn là cũng sẽ rất là tò mò để xem thử là cái phần thể hiện của rocker như thế nào. Và mình lại là một người đại diện nhan sắc Việt nữa. Thiệt chứ. Mình phải yêu những cái đẹp. Rồi đồng ý. I think I'm strong and active. Active and fashionable. Fashionable and sing a song. Ê anh thấy có hai đội nhan sắc hả? Hai đội nhan sắc. Đội đầu đúng không? Đội đầu với đội đội. Hai đội first face. Đội nam, đội nam. Đội nam. Đẹp, đẹp, đẹp quá. Đẹp nha. Đẹp luôn. Cái anh Hàn Quốc nhìn kỹ đẹp nha. Đẹp mà sao nhìn rất là kiểu là celebrity luôn á. Ồ thiệt chứ. Nhìn tôi biết anh đó. Nha, mình có thể vô quen khi mà mình gặp đúng rồi đó. Em hát kìa, em coi nhạc kịch nhiều. Em coi nhạc kịch nhiều nhưng mà hồi nãy thì cái bài nhạc kịch hát giả nhiều không ra. Nhưng mà cái bài hát đó lại là quốc ca. Ồ. Quốc ca mà nếu hát bình thường hát không? Kiểu kiểu vậy đó. Ừ. Yeah. Hơi khác khác ấy. 마르고 닳도록. Cook many, very well. Yeah. Cook very well. All rounded. Yeah. Our personality is all rounded. We call it hybrid. Roro brothers. Yeah, yeah. Rocker and Robin. So yeah, that's right. Roro. Yeah. Everything we can do. Yeah, we can do it. Mm. Yeah. Chốt rồi, hai người đều đẹp luôn. Hai tim mở màn quá vì dù rồi. Tự nhiên mình cảm thấy là tự hào nhan sắc Việt quá.